Theo kế hoạch, lễ hội Hoa Xuân Sa Đéc sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 15 đến 21 tháng Chạp. Lễ hội có chủ đề Sa Đéc vào xuân với nhiều hoạt động như hội thi và trưng bày sinh vật cảnh thành phố, lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề làm bột Sa Đéc năm 2022, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, lễ hội đường phố, duyên dáng phụ nữ làng hoa, hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư Sa Đéc, các loại hình nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật múa lân. Không gian chính tổ chức lễ hội là tại công viên Sa Đéc, khu vực làng hoa, làng bột Sa Đéc và một số tuyến đường trong nội ô thành phố.